Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Gia đình cầu nguyện với lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật, lễ kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Suy niệm: Môn đệ là người theo sát Chúa Giêsu, đón nhận và thi hành giáo huấn của người. Do đó, việc trở thành môn đệ đòi hỏi một sự hoán cải, khiêm nhường từ bỏ những dự định của mình mà phó thác cho thánh ý Chúa. Từ bỏ chính mình trong từng hoàn cảnh khác nhau, có những nét khác biệt. Đối với cha mẹ, điều đó có nghĩa là dừng tìm kiếm mong muốn của mình để quan tâm lo cho con cái hết mực. Đối với đôi phối ngẫu, điều đó có nghĩa là hết lòng yêu thương và giúp đỡ bạn đời của mình. Đối với những người xung quanh, đó là sẵn sàng thi hành đức bác ái. Các thánh tử đạo đã sẵn sàng từ bỏ ý riêng, luôn tìm kiếm thánh ý Chúa để cho người dẫn dắt và sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin. Đó là sự quy hướng hoàn toàn về Thiên Chúa để có thể nhận được hạnh phúc đời đời làm gia nghiệp. Các ngài là mẫu gương cho mọi Kitô hữu trên hành trình nên thánh. Lạy Chúa, xin cho chúng con dõi vết chân ngài và sẵn sàng làm chứng cho tin mừng mọi lúc, mọi nơi. Amen.